xét kiểm tra công nhận trường thư viện trường chúng ta đạt chuẩn quốc gia. Từ lâu đọc sách đã trở thành một cái nhu cầu tất yếu trong cái đời phát triển tôn vinh văn hóa đọc ở Việt Nam. Và giới thiệu một vài đầu sách quan trọng đến với các em. Xin kính mời cô. Chúng ta là một trong những trường có cái tên Việt là giáo viên chủ nhiệm của khối 68 và nhiều ấy nha. Cái hôm mà tôi đi dạy chính khóa có một chữ nào trong công việc ta không cần một chữ nào. Nó nhàn, nó buồn bã, nó chờ đợi một cái điều gì nó mờ. Ta không hề có cuốn sách giáo khoa nào. Có mà đi học trên lớp 6, không biết học trên lớp 6 nào à, không biết học trên lớp ăn đứng chính trị. Cô đã nói về cái vấn đề hình thành bằng ăn một cách rộng rãi tràn lan có các cái kiến thức ta quan tâm đến sách và chọn lựa sách để đọc. Thói quen đọc sách chúng ta sẽ bắt đầu bằng điều gì? Ai ta là để lên trên đây nhằm không nhớ lại câu hỏi giao lưu rồi lớp thứ hai nhau ngoài lớp 6 năm thì lớp thứ hai là lớp thì ai đã biết tác giả Nguyễn Văn là ai chưa? Ý viết đi bên vô thế thì một hôm nào đó như bao hôm nào từ kho sách kho sách là chúng ta thường ra làm sáu lớp thứ ba đã được là thầy cô Đông và Huy Hoàng à, không có thể làm sỏi cái điều nó liên quan đến sự việc nào của lớp cô Đông có quyền phê bình chúng ta làm thì sau khi rồi lại lao nhưng mà đặt tay thành ra những câu hỏi rất là ngang đầu của lớp sáu năm thì sau đó chúng ta thấy điều gì là cái ống sỏi là ngoài những cái cuốn sách bắt buộc như là sách giáo khoa, sách ở thằng ấy là cảm giác nó không bao giờ tăng lần nữa. Cần những câu thơ không nhiều nhá. Rồi xin học. Con trai đó là con trai ông mà khi phát hiện ra việc này thì lại kêu anh thứ ba. Ta lắng nghe nha. Em thể thương thân. Con có nhớ đi đề thi học kỳ hai. Dễ thương cô là nhà trường đã tạo điều kiện cho thư viện cùng liên đội tổ chức thành công.